这上发生了没？都起什么的呀？một này một hết biết là thẳng được năm trăm ba nhé, còn ở đây sưng tồn đó là kẹt rồi hết được 1.800 nhé. Mày nhìn bao nhiêu mày nhìn đâu nhỉ? Cái thằng bất giả pha mày hái một hai nhánh chứ này. Xe đâm về đến suối đây này. Đang mất lầy đây. Đang lún nữa này. Đây là một con suối cạn nha. Một khô nó cạn hết. Con này con sáu ngầm dưới. Hai cầu. Đây nha. Kéo ra cho bà con xem nha. Máy ngàn nha. Đấy, sáu ngầm dưới nha. Nước này rất là sâu luôn. Bắt tay đang chờ một xe 9 ngàn về kéo. Mày bọn con xem có ra được không. Xe chuẩn bị vào nha. Đây. Thì con 9 ngàn mà lùi xuống con đường này về kéo nha. 6.000 dưới nữa. Móc khủng luôn. Móc bèn này. Hai cầu nha. Isiki 6.000 dưới. Đèn ché hết trên này. Đúng rất sâu luôn. Đây. Đúng sâu hết cỡ luôn nha. Còn 9.000 đang lùi ra kéo. Còn 9.000 thì nó cũng chậm một xe. Còn 6.000 dưới này chậm một xe. Xe này chưa đầy này. Chưa đầy đã mất lầy rồi. Mày các bạn xem nào.
bắt tay sống nằm dưới ra lái xích. Bắt tay nằm lấy xích về kéo. Lên luôn, lên luôn. Đá lên thành công nhá. Chỗ này rất xấu luôn. Đường này hồi xưa đi dưới này này, đi lúng hết, hư hết. Phá đường trên này xuống, bây giờ lại hư rồi. Xe đi rất khó nhá. Mày bà con xem qua video của mình thì nhớ ủng hộ và chia sẻ cho mình, xin một đăng ký nhé các bác. Video đến đây thì xin tạm biệt bà con nhé.